Trên trang chủ câu lạc bộ Manchester City xác nhận đã có được sự phục vụ của João Cancelo theo bản hợp đồng có thời hạn 6 năm. The Citizens phải chi ra 60 triệu bảng cho cầu thủ người Bồ Đào Nha, phá vỡ kỷ lục của Kyle Walker để trở thành hậu vệ phải đắt giá nhất lịch sử. Cancelo trở thành tân binh thứ 3 của Man City trong mùa hè này. Man City là một câu lạc bộ tuyệt vời với một siêu huấn luyện viên và tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở đây. Tôi luôn muốn phát triển bản thân cũng như giành thêm nhiều danh hiệu và tôi tin mình sẽ làm được điều đó tại Man City. João Cancelo hồ hởi chia sẻ. Tại sân Etihad, anh sẽ khoác áo số 27, ngoài sở trường là một hậu vệ phải. Ngôi sao 25 tuổi còn có thể chơi tốt ở cánh trái trong hàng phòng ngự. Theo BBC, Tottenham Hotspur đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Giovanni Lo Celso và Ryan Sessegnon. Dự kiến bộ đội này sẽ có mặt ở London để kiểm tra y tế, đồng thời hoàn tất các thủ tục giấy tờ trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng hè. Tổng chi phí mà Spurs phải bỏ ra rơi vào khoảng 80 triệu bảng. Với sự góp mặt của Lo Celso, nhiều khả năng Tottenham sẽ sẵn sàng chia tay Christian Eriksen, người đang đàm phán với cả hai đại diện thần Madrid là Real và Atletico. Trong khi đó, việc Sessegnon cập bến sẽ mở đường cho Daniel Rose cũng ra đi. Những ngày qua, đã có thông tin Tottenham liên hệ với Paulo Dybala cũng như Coutinho. Dù vậy, hai ngôi sao người Nam Mỹ lại không hứng thú với gà trống. Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ CONMEBOL vừa đưa ra án phạt nặng với tiền đạo Gabriel Jesus của tuyển Brazil vì thái độ trong trận chung kết Copa America 2019. Sau khi nhận thẻ đỏ vào phút 70, tiền đạo 22 tuổi tức giận đã phăng chai nước trên sân. Gabriel Jesus còn có động tác tay ám chỉ các ông vua áo đen đã nhận hối lộ để sửa ép đội nhà, sau đó đẩy ngã màn hình TV phục vụ cho VAR bên ngoài đường biên trước khi đi vào đường hầm. Với những thái độ trên, tiền đạo của Man City sẽ bị cấm thi đấu cho đội tuyển Brazil trong vòng 2 tháng, đồng thời phải nộp phạt số tiền 25.000 bảng, tương đương với 30.000 đô la Mỹ. Đã không dưới một lần Bruno Fernandes gặp mặt trực tiếp ban lãnh đạo Sporting để xin ra đi, nhưng đội bóng này lần lượt từ chối các lời đề nghị của Manchester United và Tottenham Hotspur. Tôi không quyết định được điều đó, không phải tôi không quan tâm tới thị trường chuyển nhượng, tôi đã nói về điều này rất nhiều lần, Bruno phát biểu khi được phóng viên hỏi về tương lai của anh. Hôm nay cũng là ngày khép lại thị trường chuyển nhượng hè tại Premier League, nên nếu Sporting vẫn cố tình gây khó dễ, nhiều khả năng Bruno Fernandes sẽ phải ở lại Jose Alvalade thêm một mùa. Tuy vậy, anh sẽ được đền bù và tăng lương nếu Sporting từ chối các đề nghị từ 30 triệu bảng trở lên. Và nếu ở lại Bồ Đào Nha, cầu thủ 24 tuổi sẽ có mức thu nhập tốt hơn. Theo Sun Sport, Manchester United đã bất ngờ bày tỏ sự quan tâm tới Iñaki Williams của Bilbao sau khi đồng ý để Lukaku chuyển tới Inter. Đây là mục tiêu khiến nhiều người bất ngờ vì Iñaki Williams không phải là tên tuổi lớn như kỳ vọng của các cổ động viên Manchester United. Ở mùa giải trước, tiền đạo 25 tuổi này thể hiện phong độ săn bàn cao nhất trong màu áo Athletic Bilbao nhưng cũng chỉ có được 14 bàn sau 41 lần ra sân trên mọi đấu trường. Đáng kể hơn, Iñaki Williams có mức phí giải phóng hợp đồng lên tới 81 triệu bảng. Đây là con số quá lớn để United có thể thực hiện một thương vụ đầu tư trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng. Theo một số nguồn tin tại Anh, đại diện của Mesut Ozil đã bay sang Washington để đàm phán với câu lạc bộ DC United. Đội bóng của Mỹ muốn chi mộ Ozil để thay thế cho sự ra đi của Wayne Rooney. Tuy nhiên, Ozil đã sớm lên tiếng để chấm dứt những tin đồn này. Trên trang Twitter cá nhân, ngôi sao người Đức đã đăng một bức ảnh anh mặc áo Arsenal, kèm theo ảnh là dòng trạng thái tạm hiểu, đang chờ mùa giải mới bùng nổ cùng với Arsenal. Thông điệp ngắn gọn này cho thấy Ozil sẽ không rời pháo thủ vào mùa hè. Đây là thông tin rất vui với những người hâm mộ sân Emirates bởi Ozil vẫn là một cầu thủ khá đẳng cấp, trong khi Unai Emery đang có trong tay một lực lượng khá mỏng. Một cầu thủ Futsal Brazil đã đá hỏng quả penalty quyết định vì bị cổ động viên dùng súng đe dọa. Sự việc hy hữu này diễn ra trong một trận đấu tại Brazil. Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng khi đội áo vàng được hưởng một quả 11m quyết định. Khán giả và cầu thủ hai đội đã tràn xuống sân, đứng sát cầu thủ số 11 người thực hiện quả penalty, khiến anh chàng này chịu áp lực quá lớn. Khi cầu thủ số 11 chuẩn bị đá penalty, một cổ động viên của đối thủ đã dí súng đe dọa cầu thủ này. Có vẻ như sợ vì bị đe dọa, cầu thủ áo vàng đã đá hỏng quả penalty, khiến đồng đội và người hâm mộ đội nhà vô cùng tiếc nuối trong khi đối thủ reo hò ăn mừng.